Ok cả nhà, bây giờ là Quang Dương đang xào mì và bún. Bây giờ mì và bún đã luộc xong rồi, để nó ráo rồi. Bây giờ chuẩn bị xào. Xào mì với bún này là mì bún thực cẩm đặc biệt. Mì xào với bún thực cẩm có nào là đậu hũ. Đậu hũ này đậu hũ đặc biệt nha cả nhà. Đậu hũ này giống như đậu hũ chai đó. Rồi có thịt gà. Thịt gà ức gà đó nha, thịt ức gà đó là sắc ra từng nhỏ nhỏ như nè. Đây là ức gà nha cả nhà, ức gà ăn rất là tốt. Vừa mới bỏ hành vô trước rồi xào rồi. Bây giờ là mới bỏ đậu hũ vô thôi. Bây giờ là mới bỏ đậu hũ một chút nữa là sẽ bỏ. Mình có bắp cải lon bok choy. Lon bok choy là đã cắt rồi nè. Đây là cái bok choy nó cứng thì mình sẽ bỏ trước. Xong một hồi nữa sẽ bỏ bắp cải, xong một hồi nữa sẽ bỏ bắp cải này, bắp cải lon bok choy mình sắc làm đôi, cái khúc dày bỏ trước rồi đó, xong một hồi nữa mới bỏ lá vô sau, bỏ mấy cái lá bắp cải, bắp này là lon bok choy nha cả nhà, bắp cải tàu á, xong rồi một hồi mới bỏ bắp cải trắng này, đó, bắp cải trắng này bỏ chung luôn, nói chung là xào mì và bún thập cẩm mà đồng thời có nấm nữa nha. Nấm này nấm gì với không cả nhà? Nấm organic. Nấm này là nấm Mytek. Nấm này rất là ngon nha cả nhà. Rất là tốt cho sức khỏe. Nói chung là các bạn nghiên cứu về nấm này sẽ biết. Loại nấm này rất là tốt. Và bây giờ đang sắc hành xong rồi. Hành này là sẽ bỏ sau. Hồi nãy Quang Dương chiên cơm chiên xong rồi, chiên một mình. Bây giờ thì có mẹ Quang Dương coi như giúp cái vụ xào mì với bún. Cơm chiên thì xong rồi nè. Rồi chuẩn bị là đem trái cây rau rồi qua bên nhà bạn là coi như là nói từ bạn Quang Dương là cũng mua đồ ăn chuẩn bị hết bên đó rồi. Họ làm hot dog với hamburger bên đó hết trơn rồi. Rồi nướng sườn bên đó luôn rồi. Bây giờ chờ Quang Dương đem gà nướng, gà ướp rồi, một lát nữa đem qua đó để mà nướng luôn. Gà nướng đây nè. Đó. Còn hồi nữa sẽ chụp hình cho cả nhà thấy tiếp nha. Năm này Quang Dương với bạn Quang Dương celebrate birthday lớn á. Lần này celebrate đãi lớn. Thì Quang Dương cũng mời nhiều người qua đó chơi lắm. Có hát karaoke, hát nhạc nữa. Rồi chút nữa gặp. Ok cái nha. Bây giờ mình nấu gần sắp xong rồi là chuẩn bị đi á.